Do ảnh hưởng của cơn bão số 3 kèm theo mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày qua, các ruộng trồng hoa của người dân tại làng hoa Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã bị tàn phá nghiêm trọng. Mưa lớn đã khiến cho nhiều khu vực bị ngập úng sâu, gây hư hại nặng nề cho cây trồng, đặc biệt là các loại hoa đang trong giai đoạn thu hoạch. Vừa rồi thì cơn bão đi qua đâm đàn của nhân dân là đủ hết cả. Mưa coi là hàng họ coi như là nát hết. Thế nó bây giờ thì lại mưa lại ngập hết cả như thế này cháu. Thì dân cuối cùng hỏng hết, dân Tây Tịnh này là từ này vất vả chứ đâu ấy. Từ đây hoa màu các thứ rồi là hoa hết rồi đang chuẩn bị này. Làm để thu hoạch về Tết thì mùa hỏng hết cả. Dàn lưới nhá, gió nó giật tung hết. Mà dàn cúc là đổ sập nằm dạp hết. Bây giờ dựng lên xong lại gặp mưa thế này thì nó lại ngập lốt. Nâng lên thì lại gặp mưa này nó lỏng gốc nó cũng chết. Nắng lên chắc nó cũng rũ hết. Còn chả đáng nó bao nhiêu. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của vùng áp thấp, suy yếu từ bão số 3, Yagi, thời tiết Hà Nội trong những ngày tới đây sẽ liên tiếp có mưa dông. Người dân cần chuẩn bị các biện pháp che chắn kỹ càng cho phần hoa chưa bị ảnh hưởng bởi bão, hạn chế thiệt hại ở mức thấp nhất để đảm bảo đời sống.